thưa quý vị và các bạn an đã trải qua những ngày sống phiêu lưu nơi ngồi miếu cô hồn với cơn sốt mê man dữ dội cậu bé được các anh chị cứu thương cứu qua cơn bệnh thành phố đã bị giặc chiếm đóng an không thể về nhà cậu đánh đi tiếp mang theo chiếc túi xa beo bên người những câu chuyện anh ba thủy thủ kẻ đặc biệt là câu chuyện về bản năng huyền bí của loài chim cánh cụt có sức ảnh hưởng rất lớn đến An. Vì vậy, khi gặp lại hai cha con ông già bán rắn, An đã trở nên tự tin rắn giỏi. Ông già bán rắn tỏ ra rất hài lòng về bản lĩnh của chú bé An. Ông muốn nhận An là con nuôi và đưa An theo cha con ông về nhà. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn đoàn giỏi trong buổi đọc truyện hôm nay qua giọng đọc Thu Loan. tới nhà rồi Dậy, dậy lên nhà, An ơi Tôi nghe tiếng thằng Cò gọi Giật mình mở mắt ra Bàn tay nó hãy còn đập đập mấy cái lên vai tôi Khiến tôi tỉnh hẳn người Tôi dụi mắt mấy cái Bàng hoàng một lúc mới nhớ ra Là mình đã ngủ dưới thuyền từ khuya đêm qua cho tới bây giờ Thằng Cò đã bỏ ra trước mũi, loay hoay cầm sợi thừng, buộc thuyền vào gần gốc cây mọc dựa bờ tôi đưa mắt ngó lên một mái lều nhỏ tiều tụy nép dưới bóng cây tràm vỏ trắng phản chiếu ánh bình minh như tô phấn chung quanh nhà mọc đầy những cây bình bát dại lá xanh um sau những cây bình bát dại là một khoảng rộng trống và nhìn thẳng vào trong xa chỉ thấy toàn lau sậy mịt mùng trên khoảng sân rộng trước nhà một vài con bướm đất bay đây đó bên góc sân một dọc da chăn và da rắn vắt trên cây xào phơi luồng gió ban mai thổi nhẹ qua đong đưa những tấm da khô trông như một bầy rắn quấn vào cây xào đang cựa quậy con lúc nhảy phốc lên sân sủa mấy tiếng mừng rỡ một bà già cao lớn hơi gầy tóc bới cao hình bánh lái mặc chiếc áo bà ba vải đen kiểu xưa từ trong lều bước ra chạy đến cúi xuống vút ve con chó khi thấy trong thuyền có thằng bé lạ bà bèn buông con chó ngước lên hỏi chú em nào đây thằng cò đưa tay cho tôi nắm để bước lên bờ vừa cười vừa nói anh em với con đấy má à con nuôi của tôi đấy bà nó dắt con lên nhà đi ông lão gác mái trèo lên mui đứng sau lái thuyền nói vọng lên bà lão mỉm cười nhìn tôi tôi không biết nói gì chỉ ngượng nghịu cúi đầu chào ở vùng phong Mỹ, ai cũng khen anh hai là một thanh niên hiền lành chịu khó. Anh mồ cô cha mẹ từ lúc 10 tuổi phải ở đợ, cố công cho tên địa chủ khá. Mãi đến năm gần 30 tuổi, anh vẫn chưa lấy được vợ. Người lực điền ấy giỏi trai, khỏe đến nỗi có thể dùng hai tay nắm hai sừng con trâu ghi xuống đất. Con trâu vùng vẫy thế nào cũng không cất đầu lên được. Bao giờ mày làm cho tao đúng 20 năm, trừ hết số nợ cha mẹ mày còn thiếu tao ngày xưa, tao sẽ cho mày một số tiền cưới vợ. Tao sẽ cho vợ chồng mày một vuông đất để làm nền nhà và cho mướn một ít ruộng, làm ăn riêng với nhau. Lâu lâu, tên địa chủ già nổi tiếng keo kiệt nhất vùng lại bảo với người đầy tớ trung thành của lão một lần như vậy. Mỗi lần nghe như vậy, anh hai lại cố sức làm lụng ngày đêm cho vừa lòng chủ bao nhiêu nỗi vất vả nhọc nhằn trong anh, thầy đều tan như mây mù trước ánh mặt trời. Đến năm anh hai 30 tuổi, không thấy tên địa chủ nói gì, anh bèn nhắc lại lời hứa đó. Vậy sao? Tên địa chủ kêu lên và cười lớn. Vậy mà tao tưởng mày không tính chuyện lấy vợ, ra ở riêng nữa chứ. Mà đã có con nào bằng lòng lấy mày chưa? bẩm ông chủ có rồi ạ. À. Anh hai mừng sợ đáp. Thế còn đó có đuôi què mẹ sứt gì không? Bẩm ông chủ không ạ. À? Nó cấy gặt làm lụng được chứ? Bẩm ông chủ được ạ. À? Tên địa chủ khá ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, nhưng mày phải dắt nó về cho tao xem người ngợm ra sao đã. Không lại vớ phải thứ cá lọt giỏ, gà lọt bội, quạt quẹ ốm đau, về phải nuôi báo cô thì khổ cho mày. Anh hai bơi xuồng suốt đêm, đến nhà người yêu báo tin vui đó, Hai anh chị quen biết nhau đã mấy năm nay. Chị hai cũng là con nhà cố nông, mồ côi, được người gì mang về nuôi từ bé. Khi tên địa chủ già trông thấy người con gái xứ cao lãnh khỏe mạnh, có hai làn mi phớt cong trên cặp mắt to, đen, có đôi vai nở rộng, đang nghiêng cúi đầu chào hắn. Hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái, hắn ngồi sững sờ hồi lâu không nói gì cả. Hai anh chị lo quá, lặng lặng bước ra đứng ngoài thềm, không biết mình đã chót vô ý sơ suất điều gì để ông chủ phải phật lòng chăng hồi lâu tên địa chủ mới dặn hắn một tiếng gọi anh hai vào cho ngồi xuống một bên góc phản thong thả bảo thôi được cứ bảo nó ở lại đây mọi việc sẽ lo liệu tao tao sẽ cho người đến bàn với gì nó rồi đâu khắc vào đấy thôi anh hai mừng cuống lên chắp hai tay vái dài toan lui ra nhưng ông chủ anh đã vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi lại đó. Việc cưới xin của mày thì hãy thông thả, rồi tao sẽ liệu cho. Vô cùng đội ơn ông chủ. Bây giờ mày vào ngay trong tròi ruộng, coi giữ bầy trâu 20 con trong đó thay cho thằng bé. Bảo thằng bé về lo việc ngoài này, nghe chưa? Anh hai vào coi giữ bầy trâu đã hơn nửa tháng. Chiều chiều, anh ngồi trên lưng trâu ngóng hướng nhà chủ, nóng ruột như lửa đốt. Người đầy tớ hầu hạ chủ suốt 20 năm, không lạ gì tính háo sắc của ông chủ nổi tiếng ấy. Một tay lão đã vùi dập bao nhiêu đời thiếu nữ. Có nhiều người con gái tá điền trẻ đẹp bước vào nhà lão rồi không trở về nhà cha mẹ nữa, mà nằm vĩnh viễn dưới nấm mộ giữa đồng. Một đêm giữa lúc khuya, anh nghe trâu khua sừng lộp cộp ngỡ trộm vào rắt trâu anh chụp con dao dựa nhảy ra anh hai ơi nguy rồi anh hai thằng bé kêu lên trong túi tay anh hai cầm con dao run bần bật linh tính báo cho anh biết đã có điều nguy biến xảy ra cho người anh yêu rồi ngay lúc anh hai vừa ra khỏi nhà đi vào tròi ruộng đền địa chủ khá gọi chị hai vào ngon ngọt dỗ dành bảo chị nếu ưng thuận thì hắn sẽ cưới chị làm hầu thứ ba vợ cả hắn còn đau nằm liệt ở nhà thương tình từ năm này qua năm khác. Vợ thứ hắn thì đang trông coi một đồn điền xa. Mày chỉ gật đầu một cái tức khắc lên bà. Chị hai sụp lại hắn, xin tha cho chị về. Hắn hết dỗ dành rồi dọa nạt. Hắn đã dùng gậy dùng roi mây đánh chị thâm tím khắp mình mẩy và lôi nhốt chị trong nhà kho bỏ trống với một vỏ nước lã rồi hắn lại mò xuống dụ dỗ đánh đập. Nhưng hơn 10 ngày vẫn không xoay chuyển được lòng chị. Chị hai cứ nằm khóc, và hết khóc lại ngóng ra khe vách, trông chờ người yêu một cách tuyệt vọng. Tên địa chủ cấm tiệt bọn tôi trai tớ gái trong nhà, không được hé môi với ai. Thằng bé ngày nào cũng lén lút đưa vào cửa cho chị một nắm cơm. Ngoài thằng bé xa, bây giờ chỉ còn có con thằn lằn chắt lưỡi trên vách và con cóc nghiến ra ngoài thềm, thương cho cảnh ngộ của chị thôi. Đã khuya mà còn ai chèo thuyền ngoài sông hát hò làm chi cho lòng chị hai thêm đau như muối sát. Một tiếng nhục anh để đó, hai tiếng nhục anh để đó, ba tiếng nhục anh ra đi. Con cá xếp vi chờ khi nước chảy. Cần câu gãy, ơi hỡi cần câu. Anh thương em không ngớt đoạn sầu biết em có nhớ thủa ban đầu gặp nhau chị hai ôm mặt khóc nấc lên chỉ còn có lấy cái chết để bảo toàn trinh tiết đền đáp lại mối tình của người yêu thôi chị thò tay ra lỗ vách thùng với lấy sợi thừng ai máng bên ngoài thằng bé ngủ bên hè vựa lúa gần đó tiếng khóc của người thiếu nữ xấu xố đã khiến nó nhiều đêm không chợp mắt nó thường trở dậy đứng bên ngoài vách nhà kho nghe chị khóc và lòng nặng chịu xót thương một cách bất lực. Nó chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, thất thều sự ánh trăng đi về nóp không sao ngủ được. Tình cờ, thằng bé bắt gặp bàn tay rôn dày thỏ ra, níu lấy sợi dây thừng. Nó chạy đến giật phăng sợi thừng, ném ra xa. Và trong giây phút đứng trước nỗi đau khổ tột cùng của những người nghèo cũng bị áp bức như nhau. Nó không còn nghĩ đến cây gậy quất đến quằn người và những trận đòn khủng khiếp của tên địa chủ nó nhắm mắt chạy băng đồng ra tròi ruộng gọi anh hai khi anh hai và thằng bé về đến nhà kho thì trăng đã lặn anh sờ soạng vỗ vỗ vào vách gọi mấy tiếng không nghe bên trong động cựa gì chiếc khóa to tướng nghiến kèn kẹt trong hai bàn tay nóng rực lửa của người chồng chưa cưới anh không bẻ nổi khóa cậy mẹ cửa đi anh thằng bé trao cho anh một con sao mà anh vừa ném bên vách đêm lặng như tờ, tiếng dao nạy cửa nghiến vào ổ khóa nghe rợn người. Mấy con chó chạy ra, gặp người nhà chúng không sủa, nhưng con nào con nấy cứ nhảy chồm chồm, kêu ư ử ngạc nhiên trước một việc kỳ lạ mà chúng chưa hề chứng kiến trong ngôi nhà này. Chiếc khóa bật ra, anh hai đạp cánh cửa lao vào, anh vấp phải một thân người mềm nhũn nằm trên nền gạch, anh run run cúi xuống bế thốc lên tay. Chị hai hãy còn thoi thóp cơn xúc động dữ dội đã làm chị ngất đi chết rồi anh hai ơi ông chủ xuống kia thằng bé đứng bên ngoài kêu lên khi anh hai bế chị hai ra đến sân thì tên đệ chủ khá đã cầm gậy lững thững bước tới bỏ nó xuống kìa tao bảo mày bỏ nó xuống bẩm ông chủ cầm mồm ngay xin ông thương vợ chồng chúng tôi vợ mày ư bẩm ông chủ có bỏ xuống không? Ông chủ nỡ nào? Nỡ nào? Nỡ nào? Nỡ nào? Tên địa chủ nén giọng rít lên và hắn phang gậy xối xả đập vào đầu vào mặt anh, đập vào cả cái thân hình người thiếu nữ mềm nhũn trên tay tên đầy tớ dám cưỡng lệnh hắn. Anh hai quay lưng xa hứng đòn cho người vợ chưa cưới đang thiêm thiếp trong tay mình. Sức người dù khỏe đến đâu cũng có hạn thôi anh lảo đảo ngã khuỵu xuống nhưng anh vẫn còn đủ sức đặt chị hai nằm đấy vớ con dao quay lại tên địa chủ khá thét ầm lên ba chân bốn cẳng chạy lên nhà anh hai không đuổi theo anh ném con dao vào lưng nó và quay lại cõng chị hai chạy đi trống mõ chung quanh nổi lên như nhái kêu anh hai chưa ra khỏi nhà hơn trăm thước thì bị bắt con dao không kịp cắm vào lưng tên địa chủ dâm ác nó chỉ mới cắt đứt một lần dài hơn gang tay và anh hai bị đóng chăn chịu một trận đòn thù đến chết đi sống lại không biết mấy lần. Trước khi ra tòa đền tội cướp đoạt và cố ý sát thương nhà chủ, mất 20 năm tù khổ sai. Ở tù được 5 năm, anh hai trốn ra, dắt chị hai xuống một chiếc xuồng để mặc cho nước cuốn trôi đi. Đôi vợ chồng cải tên đổi họ, nổi trôi từ vùng này sang vùng khác từ những nghề hạ bạc như đóng đáy, câu cá sấu trên sông Cửu Long mênh mông, đến trèo cao, trèo dừa ở Bến Tre, nơi người đi có thể bước suốt ngày dưới những vườn dừa tàu lá ken nhau, trên đầu không lọt xuống một bóng nắng. Đến nghề đi làm ruộng thuê cho những tên đại địa chủ ác bá, dầu nứt đố đổ vách của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu. Hai người đều làm tất đứng trên các cánh đồng, nhìn bốn mặt chân trời, chỉ thấy lúa vàng gợn lên mênh mông như sóng biển, mà hai vợ chồng không đủ nồi gạo nấu cháo trong lều. Ban đêm, phải bỏ ra những đồng lúa cao như núi do tay mình làm xa, vốc từng nắm một đem về, rồi lấy cán sao cả lúa cho ra gạo. Không dám say xã đa đành, thậm chí đến đèn cũng không dám thắp. Sợ tàn khảo, thấy chỗ nào có ánh sáng là sẽ mò tới cho đến khi chị hai sinh thằng cò thì tai họa lại bay đến trong gia đình đôi vợ chồng nghèo. Những tên tề địa chủ thấy chị hai xinh đẹp, liền lập mưu phao vu cho chồng chị làm cộng sản để định bắt anh đầy đi chết dục xương ở côn đảo, hòng chiếm đoạt người đàn bà lam lũ nhưng có nhan sắc và duyên dáng kia. May thay, anh hai đã phát hiện kịp, vội vàng thủ tiêu hết tăng vật chúng định gán ghép rồi bồng con dắt vợ xuống thuyền đang đêm trốn đi vào rừng ở thôi chị hai lau nước mắt quả quyết bảo chồng như vậy một chiếc thuyền nát một con dao dựa một con chó gầy gò ngồi bên mẻ lửa hun khói đuổi mũi bắt bọ mắt trước mũi thuyền người đông dân cùng đường này trèo đưa vợ con và mấy dạ lúa ăn lúa giống cuối cùng mỗi ngày một đi sâu vào rừng rậm hai vợ chồng che một túp lều bên cây tràm độc chiếc để lấy nơi làm phương hướng tìm về và họ ra sức khai phá họ làm đủ các thứ nghề rừng để sinh sống qua ngày ở giữa chốn mịt mùng sương lam chướng khí chung quanh chỉ còn nghe tiếng vượn hú tiếng beo gầm dù phải chịu đựng không biết bao gian nan cơ cực nhưng cuộc sống họ được thành thơi dễ chịu hơn lúc còn chung đụng với những con người đã cầm vận mệnh trong tay trước kia như thế đó sức khỏe của người đàn ông thật thà chỉ biết nai lưng ra làm lụng và sắc đẹp của một người đàn bà nghèo trung trinh là mối bất hạnh đã dắt tai họa vào cái gia đình cố nông này chồng thì bị bóc lột đến cùng kiệt sức lực vợ thì luôn luôn bị đe dọa cưỡng bức còn bọn ăn trắng mặc trơn không làm gì động đến móng tay thì vẫn mâm cao cỗ đầy lên xe xuống ngựa muốn cho ai sống thì sống muốn bắt ai chết thì chết sao trời nỡ bất công làm vậy? Đó là câu chuyện về nguồn gốc gia đình của ông hai, bà hai, gia đình bố mẹ nuôi tôi mà tôi được biết qua nhiều lần kể của bà. Mỗi lúc bà kể một quãng, có khi không ra đầu ra đũa gì, có khi đoạn trước nói thành đoạn sau. Cả không gian và thời gian lẫn lộn đã chìm vào lớp sương mù ký ức trong những năm cơ cực đầu tắt mặt tối, lần lần được bà khơi dậy mỗi lúc lại hiện lên rõ nét trước mắt tôi cuộc sống chung quanh tôi giờ đây đã khác xa với những bài học ở nhà trường đế quốc trước kia biết bao nhiêu con ở đây với tía tía má nghèo lắm chẳng có gì đâu nhưng con cứ tin rằng cuộc sống của con không đến nỗi như cuộc đời đau khổ của tía má ngày xưa má nuôi tôi một hôm đã bùi ngùi cầm tay tôi nói như vậy tôi đẩy má tôi ra nước mắt chảy giản ruộng mà không biết rằng mình đang khóc tôi bảo bà đánh chết cha thằng tây và bọn chủ điền kia thì hết khổ thôi bây giờ không phải như ngày xưa nữa bây giờ mình đã độc lập rồi má không biết à má đừng ngồi đấy gọi trời trời làm gì có mà gọi má nuôi tôi ngả người ra sau nhìn tôi bằng cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần như lo sợ cho tôi nhưng rồi bà cũng mỉm cười gật gật đầu không biết bà có hiểu ý tôi muốn nói gì không mà bà làm sao hiểu được, vì chính tôi cũng chưa nói ra được một cách rành giọt những ý nghĩ sôi sục vừa mới thành hình trong đầu óc thơ bé của tôi kia. Má nuôi tôi đưa tay lau một giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy giọt lệ mình long lanh trong suốt, lăn rơi trong bàn tay nhăn nheo của một bà lão nghèo đã cúi đầu gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi bất hạnh gần suốt cả đời người có phải giọt nước mắt nào cũng là biểu hiện của ủy mị và hèn yếu đâu. Má nuôi tôi là một người thuộc khá nhiều chuyện cổ tích và biết hầu hết mọi cung cách làm ăn của những người nông dân nghèo ở khắp mọi vùng Nam Bộ. Có điều là trong tất cả những mầu chuyện bà kể, chuyện nào cũng pha được ít nhiều tính chất thần bí và bà tin tưởng một cách ngây thơ ở mệnh trời. Dù vậy tôi cũng thích nghe, thích gợi cho má nuôi tôi, kể để tôi nghe say mê Thằng cò thì giống mẹ ở chỗ Còn hay mê tín dị đoan Nó là một đứa chúa sợ ma Bao giờ nghe kể chuyện trong lúc ban đêm Mặc dù đã lớn tướng như vậy Mà lúc nào nó cũng nhảy vào lòng má Ngồi rụt lại như một đứa trẻ con Tiếng nuôi tôi thì hiền lành ít nói Ông thường ngồi lặng lẽ Đánh những sợi dây gai Hoặc rũa lưỡi câu Miệng không rời cái tàu thuốc lá hình thù kỳ dị Làm bằng một gốc ớt hiểm rừng má nuôi tôi kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện từ những chuyện cá bống hai hang cá chê hai ngạnh tôm càng hai dâu rất ngây ngô trẻ con sang chuyện săn nai săn khỉ trong rừng qua chuyện cuộc đời của chú võ tòng con người kỳ dị mà tôi đã được gặp một đêm tối ở bờ sông đến chuyện ma cá sấu ma cọp ma nam mà người nghe yếu bóng vía dù là người lớn đi nữa cũng không dám bước ra xa nhà đi đái dường như chuyện nào thằng cò cũng đã nghe mẹ kể rồi. Nó chẳng chú ý mấy, chỉ hong hóng, trực nghe bà quên mất một đoạn nào đó thì lập tức chen vào bổ sung ngay, rồi lại nheo mắt nhìn tôi như muốn nói. Thấy chưa, má tao còn không nhớ bằng tao đấy. Mày ở chợ vô đây, rồi còn phải học tao nhiều. Cái thằng đen chuỗi, cổ dài ngoãng như cổ cỏ ma, nhiều lúc tỏ ra ta đây một cách kinh khỉnh, dễ ghét. Ngoài mặt tôi thường tỏ ra không phục, nhưng trong bụng tôi vẫn chịu là nó khôn xanh hiểu biết hơn tôi nhiều nó dạy tôi cách gài nhiều thứ bẫy đặc tính của nhiều con thú và nó đã dắt tôi đi gần thuộc hết các lối ngoắt quéo trong rừng tía ơi để con dắt thằng an đi câu rắn một đêm nghe tía một buổi chiều đột nhiên thằng cò hướng lên đề nghị với bố như vậy tiếng nuôi tôi bị con cá ngát đâm vào bắp chân hôm nay chân còn xưng tướng chưa đi được ông hỏi đi không có tao thằng an thì chưa biết gì liệu một mình mày có làm nên trò chống gì không đấy thôi để lúc khác con ạ à. má nuôi tôi liền can thiệp ngay nó làm được mà ông thì lúc nào cũng chê ỏng chê eo thằng bé để không có ông coi nó làm được không thằng cò nhướng mắt nhìn tôi thế là hai đứa chúng tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi câu đêm Chúng tôi dắt con luốc đi dọc theo mé nước, rình dập những con cá thòi lòi biển. Những con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái, cặp mắt ốc nhồi mọc trên đầu, giống như hai hột mồng tơi. Hễ nghe bước chân chúng tôi đến gần là y như chúng dương cây kỳ ngũ sắc trên lưng thành một cánh buồm phóng bay trước mặt nước. Giống cá gì mà tinh như quỷ, bay trên mặt nước như cá thiên lia, lặn cũng giỏi, bơi cũng giỏi, còn nhảy trên bờ thì thật không thua gì một con ếch. Vậy mà rốt cuộc, hai đứa cũng đập được gần 10 con. Riêng phần con luốc, nó cũng dình chộp được thêm 5-6 con. Vậy là tam tạm đủ khoản mồi câu rồi. Tiếng nuôi tôi đi cả nhắc, đến ngồi trên một gốc cây cắt ngang giống như cái đòn xù xì đặt bên cạnh bếp lửa, xem chúng tôi chuẩn bị mồi câu. Thằng cò muốn chứng minh lời khen của má, hay cố biểu diễn cho tôi phục vụ nó thì không biết mà nó làm coi thạo lắm nó dùng hai ngón tay banh họng con cá nhét vào họng mỗi con một quả ớt hiểm chín ê nướng đi bậy an nó bảo tôi làm sao nướng đây lấy cái que xiên bụng nó kê lên than nướng chứ còn làm sao nướng mồi mà cũng không biết nó vót nhọn đầu cái que sóc ngang con cá mồi trao cho tôi tôi đặt lên than hồng một chốc còn thỏi lòi ngậm quả ớt bèn nhe mồm ra lưng vành cong từ trong họng con cá vàng rụp đó mỡ bắt đầu chảy ra nhiều xuống than cháy nghe xèo xèo tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái eo ơi thơm quá thằng cỏ cười lớn mình ngửi mùi cá nướng con phát thèm huống gì con rắn ừ thứ mồi này nhạy lắm đêm nay hai đứa bay ít ra cũng kiếm được năm bảy con cỡ bắp chân cái thứ mồi nhái sống gặp nước bơi lom xom thì chỉ tổ quyến cá lóc tới phá mất tía nuôi tôi cười hà hà khói thuốc lá vờn quanh đôi mắt to sáng lóng lánh ông vui vẻ nói tiếp thằng an mới ra nghề đêm đầu tiên đừng có sách giỏ về không đấy con ạ à. ông kéo thúng gai đến bên chân cầm lên vuốt từng sợi gai sau đó lại rút cái rũa dắt bên vách ra rũa lại những chiếc lưỡi câu lụt tôi hỏi tía không đánh gai lại cho săn à tía Thằng cò cười hì hì. Vậy mà mày cái gì cũng khoe giỏi. Tưởng cái gì trong sách của mày cũng có. Hứ. Tía ơi, đừng bày cho nó nghe tía. Tiến nuôi tôi vỗ vỗ đầu thằng cò. Nó không biết thì phải bảo cho nó chứ. Có ai mẹ đẻ ra không học mà biết được. Ông cầm một cuộn gai ước chừng 4-50 sợi. To như cổ tay tôi, toàn là những sợi gai rời nhau, dài hơn thước, thong thả buộc chùm hai đầu lại một đầu buộc vào chiếc lưỡi câu có ngạnh rất sắc. Ông vừa cuốn chùm gai vòng quanh cổ tay, làm như bộ con rắn quấn vừa sảng sải. Rắn không có tay chân, nhưng nó khỏe nhờ ở sức quấn của xương sống. Con chăn bắt nai, cuốn con mồi siết chặt mãi, bao giờ mềm, dập hết xương, nó mới nuốt. Thứ rắn rằn di khóc, có con cỡ to bắp vế, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con chăn. Khi mắc câu, nó quấn dây câu và vặn mình xoay vòng xiết lại mãi, dây to đến mấy cũng phải đứt. Những loài vật làm sao khôn hơn người được. Đây, An, con xem đây, toàn là những sợi gai rời. Hệ bắt đầu quấn, thì gai mới bắt đầu săn, càng quấn càng săn. Một lúc, thấy chưa đứt, nó bèn xoay ngược lại. Tức thời cuộn gai lại tháo ra, cứ thế mà quấn vào tháo ra suốt đêm. Chùm gai câu vẫn chưa nguyên, không đứt một sợi. Khi tiến nuôi tôi kiểm tra tất cả những cuộn gai và ướm xong từng lưỡi câu rồi, ông bèn bảo chúng tôi đi dằn bụng cho no, kẻo thức khuya, mau đói lắm. Chúng tôi ăn cơm xong thì má nuôi tôi đã ôm nóp, đèn soi, mát và một cái giỏ tre to tướng bỏ xuống xuồng rồi. Tôi chạy ra hỏi, cần câu đâu má? Ôi, cần kéo gì con? Thằng cò vụt cười lớn, cần câu gửi bà Thủy ở ngoài sông, ra ngoài lấy thằng cò dụ tôi đi nhưng tôi chưa muốn đi tôi cứ luẩn quẩn theo má nuôi tôi hỏi đủ thứ như khi rắn mắc câu rồi thì làm sao bắt rủi bị nó cắn có làm sao không tía nuôi tôi bảo cứ đi đi có thằng cò đừng ngại nó sẽ bảo cho và ông bưng cái mẻ hun đặt xuống trước mũi xuồng ngước mắt lên trong ánh chiều sắp lụt đi bây giờ ra đến chỗ câu thì vừa tôi ngồi bơi mũi thằng cò ngồi bơi lái nước từ trong rừng u minh theo các con lạch nhỏ đổ ra kênh chảy ào ào như một thác nước màu cà phê đặc cuồn cuộn thoát ra sông bấy giờ mặt trời đã lặn vào những đám mây đỏ thẫm ở cuối dải rừng xa xuồng chúng tôi lướt qua một quãng kênh hai bên bờ lau sậy mọc sậm rịt trước mắt tôi dần dần mở ra một mảng trời vàng rực ánh sáng lấp lánh màu bụi vàng kim loại tỏa thành những đường dài rẻ quạt chạy thẳng lên không. Một bầy cò nối đuôi nhau, bay theo hình mũi tên, trông mệt mỏi vội vàng. Những đầu cánh trắng nặng nề, nhún lên nhún xuống, quạt gió lướt đi. Cứ như vương vướng những tia vàng hấp hối, khiến chúng không bay mau được. Xuồng vẫn trôi băng băng, một lúc lâu, qua khỏi cánh đồng ngập tí một màu hoa lục bình, chúng tôi bắt đầu chui vòng cây đen thẳm như một cái hang. Trời đã tối, trên đầu tôi những cành lá dại đan nhau thành một tấm trần kín mít không để một tia sáng nhỏ lờ mờ của một bóng sao nào lọt xuống được tối như bưng mắt cái mẻ hun đặt trước mũi xuồng cứ phà khói mù miệt khiến tôi gần như ngạt thở tôi không người chồm tới thổi phù phù mấy cái vào những đầu củi ngún lem nhem lửa phụt cháy lên những ngọn mỏng như lụa đỏ trao qua trao lại ánh lửa soi sáng hai bên cành lá rậm rịt, vụt kéo trở về những mảng màu xanh lục đỏ vàng, lúng đốm của những hình hoa lá bị nhấn chìm trong bóng tối đen ngòm. Tôi vừa thấy mình đỡ hãi hơn một chút, bỗng kêu lên. Ý hị, cái gì như rắn, nhiều quá, có ơi! Rắn đâu mà rắn, mậy! Bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả? Ờ, không, không phải. Tôi đã kịp nhận ra dễ cây mốc thách cuốn vào nhau trông như những nùi rắn đang chen nhau lặn xuống nước đầu khuất dưới nước rồi mà khúc mình còn mắc trên bờ một tiếng u ụt nổi lên đột ngột vang dội cả khu rừng con chim ụt to tướng lông rằn rực từ trong bóng tối chập chờn lao vèo ngang qua đầu chúng tôi luồng gió từ đôi cánh rộng quạt ra một mùi tanh tanh lờm lợm người thấy phát buồn nôn tiếng ụt của con chim đêm kinh tởm vọng rền trên mặt nước như đuổi theo sau lưng chúng tôi càng làm cho chiếc xuồng như sợ hãi trôi nhanh chắc con chim ụt đánh hơi mùi nước của mình hắn ta muốn nhào vô xuống kiếm chắc hở mậy, co tôi nói vu vơ cho đỡ tẻ tao biết đâu được co mà không biết được chi mà không bỡn đâu nhá, đừng có nói lạng tại mày nên bây giờ mới chỉ đi tới đây không thì xuồng đã ra tới sông lâu rồi Tôi lặng thinh không đáp Ừ, cũng tại mình cứ luẩn quẩn theo bên bà má nuôi tôi hỏi linh tinh Chứ như đi sớm hơn, có lẽ bây giờ đỡ phải sợ rừng tối Bụng tôi cứ hồi hộp thế nào ấy Sợ không ra sợ, lo không ra lo Vì tôi ngồi bơi mũi cạnh mẻ hun Sông hơi lửa nóng một lúc Nên mồ hôi vã ra ướt cả chán Muốn thò tay ra ngoài Be xuồng vốc nước lên rửa mặt mà không dám Tay tôi cứ thò xuống lại rụt lên mấy lần Cái gì lóc bóc như cá ăn tỉa vậy co Tôm tiết bốn đấy Chứ có rắn đâu mà sợ mậy Thẳng nhát quá Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, chuyện đất rừng phương nam của nhà văn đoàn giỏi mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai thu loan xin kính chào tạm biệt